quán thử đấy chị. Dạ thái cơm là 303, thái là 300. Ok. Ok. hai ký thái nó mỏng ghê luôn, mỏng vỏ ghê luôn. Dạ. Thái bên này là vô vụ. Vô vụ. Hết trái đó mình. Hết trái luôn hả chị? Hết trái luôn hả Dũng? Cho anh cái hộp đen này Đạt. Thêm cái hộp nữa Đạt ơi. Cho anh cái hộp đen. Thêm hộp nữa. Hộp đen nhé. Đen đây nè. Đánh mà có. Hôm nay bí quyết gì mà vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa bằng đùa đang thui hết vậy? Hả? Chị khách cũng cười bằng đồ đen luôn nè, anh trai cũng bằng đồ đen luôn kìa. Chắc mình có điện nhau rồi đó. À muối đã không? Chị hả? Không, cơm hai hai. Ba hộp á nha, hai hộp đen, hai hộp trắng, một hộp đen. Rồi chị này xong chưa? Ok chị gái. Rồi 21 ba, rồi 21 anh trai ơi. Ok em anh. Rồi. Đủ không? Ăn liền chứ. Ăn liền với tôi chứ. Không lại tôi tự giận đâu à. Ok nhớ nha, mời ghé nha. Mời tao. Có. Ok em anh. Có màu gì vậy? Nó hả? Nó bị gì vậy? Tắt đầu á. Thảm bằng Lan và Điệp chưa? Ê, Lan và Điệp mới gặp hôm qua nghe. Chắc bắt hòa lên đi ngàn, lên đi ngàn. Ê, đâu phải Lan mà đẹp, lộn, mua Lan chụp nữ chứ. Sao Lan mà đẹp tầm bậy bạ không? Chắc quốc. Rồi. Rửa không anh? Một ký 36 ngàn anh trai. Chặt cái mốt á. Đúng rồi Long. Hả?
việc cứ nói sở thích là được đó. Đúng rồi. Chỉ nói sở thích chuẩn bị tiền dạ. Lại là mọi chuyện là để Dũng lo. Mọi chuyện là để lại thử luôn đi Dũng lo. Coi có ngon ngắt ngay không? Ok không không? Cái dục đại năm nay nè chị. Đây là đóng ghé các chị, đúng rồi. Đây là đại đấy. Trên cái hộp đen này nè các. Bà vui thì bà chủ bà chửi, còn không vui thì sao? Bà trừ lương. Anh nói sao nó nghe nó ngọt ngọt á. Thế vui thì bà không chửi, buồn bà chửi thôi chứ gì đâu mà. Chuyện tiền bạc như nó giàu nhỏ. Sao mà sợ, đây ta bao sự bạc hả? Bao nhiêu người đang ngồi con nó tôi hết rồi. Đã chim rồi. Có luôn cô. Đấy, nó cũng vậy, sợ gió giật nó mỏng không. Trời ơi, vỏ sầu riêng ngày mà dày nữa thì chắc nó lấy vỏ cao mới tài à. Thái là không bao giờ vỏ dày đâu chị. Ok chưa? Phải đâu, cái thái đó là nó phải khô vậy đó mới đúng cách đó thái. Nó cơm và cơm giáo đúng không? Đúng rồi. Rồi, cân đây đây, bỏ hai hộp đi cân luôn nha. Cô lấy cái nhỏ hả cô? Cô lấy thái luôn nha. Cô lấy cơm được không? Thái này vỏ dày nè. Cơm thì 330 kg cơm. Cô lấy nửa ký cơm cũng được. Ok không? Tự nhiên. Nửa ký cơm thì có 101 với 88 hả? Thái này 301. Thái này vỏ hơi dày. Thái này hết thể nhiên. Cơm lấy ra đúng rồi, giờ trái là nó 301, cái này vỏ dày á con. Con lấy cơm lại ha. Cô kiểu bọng kha. Để coi cái này tươi khác. Cô thử giùm con một miếng à. Chưa nếm luôn á, con thấy chưa nếm luôn á. Đây. Đó không, tái vỏ dày, tao nói vỏ dày nó không, nhòi vỏ mỏng, nó vỏ mỏng à. Đây bán sợ bà chủ giàu mà, chị cứ yên tâm. Bán sầu riêng sợ bà chủ giàu. Ai nào trai ơi? Cô lấy hơn xíu được không? Hơn được. Hết trái luôn á. Rồi hết trái. Hồi nãy là 301 đúng không? Dạ cái này nặng tay nha. 209. Là 40. Ok chưa?
rồi tá vậy cái bà chỗ bắt ngân ngày làm. Mất trả công cho ngày làm hả? Có tiền đây đây. Tiền có tiền 29 đây đây, tối 221 kìa. Lộn. Rồi 226 đây. Bao vỏ mỏng nhiều muối luôn. Ok chưa? Rồi lộn. Thử cho không ăn được, không ăn được. Mua cho bà xã. Cho em thử mấy nha. Ok. Rồi vậy được rồi. Ý là cho em thử để cho chắc. Chứ không phải muốn ăn thầu riêng thôi nghe ông nào. Ngon. Ngon. Thầu riêng ngọt chết luôn á. Thì đó em sợ thà anh thử cho anh không thử em khó. Tự mình với cái chỗ cái khác rồi mà. Trời ơi, cái khác. Quá. Mà nó ngọt lắm.